Ông bà cô bác ơi, anh chị em ơi, giao khoai cổ dưới Trà Vinh con đây. Bữa nay mới ra sản phẩm mới ha, sản phẩm mới với bà con á, chứ con thì này cũng làm hoài thì có gì đâu mới, thấy hoài cũng vậy. Dạ, giao này nó nặng 1 kg gần ký mốt ha cô chú anh chị, chiên để đúng cây rồi cô chú anh chị ơi, chặt cây chặt này nọ để nhà rồi em đó. Đó. Mua đêm về luôn ha. Đó. Dạ, đêm hẹn lại lên. Con xin chào ông bà cô bác, anh chị em và các cháu thiếu nhi ạ. Thì hôm nay con làm cho một chị ở chị Phương Hằng ha, hai dâu khoai cổ dưới, một cặp này 1.500.000 ở Hà Nội, Bắc Từ Liêm như là quận hay gì á, con cũng quên này. Dạ, của Hà Nội. Dạ, em cũng cảm ơn chị Phương Hằng nhiều ha, chị đặt cũng lâu rồi. Đó, con đây có cắt mấy nhíp xe rồi chú anh chị. Chuyến này con làm cái dao này, cái dao dao khoai cổ dưới ha. Dạ. Đây cái miếng nhíp xe đây, nó dày ngón tay của con đây. Ha. Đó. Và cái bề ngang của nó nè. Đó, vậy con làm thành con dao ha. Dạ, con dao này nó nặng chắc dao động cả ký á. Dạ. Thôi bây giờ con để con tiến hành con ơi vô lửa con làm cho chị con dao khoai. Cô chú anh chị mình cùng theo dõi ha. Dạ.
của chị. Sửa tay không ơi chú anh chị, mình cũng có hình rồi, bây giờ mình sửa tay. Đêm trắng đêm trong đèn tôi viết những chuyện xưa bọn mình. Anh với tôi. Wow. Cô chú anh chị thấy chưa? Tiến hành sửa anh tiếp lửa chỗ này nữa ha. Chỗ này nó dư cái đầu tên nè. Bây giờ mình sửa lửa nó cô chú anh chị ơi. Thì nói con dao khoai cổ cao cổ dưới nha. Ngày tại ngày xưa mình ở đây mình đi đào khoai đó, trong khi mình dao khoai vậy quá, có con này con xanh ra là trong nhà cũng có dao này xài, con cũng không biết hồi nào rồi đó. Chú chị thấy không? Bây giờ đi quất cái cổ này của chú anh chị tạm được rồi đó. Rồi của chú anh chị giờ mình lên cái cổ này nha. Đó, cái cổ dưới là cái cổ vậy. Nó có cái cổ máy dưới, không phải cái cổ máy trên. Đặt lúa chút xíu.
của cháu. Gieo khoai cổ dưới đó, vô thấy không đó. Bây giờ con sửa sơ gáy nó cái ha, giờ nó có cái hình này ha, rồi con tiếp tục con làm nữa đây. Ôi ơi mệt quá, gò lại này một cái nữa cô chú anh chị. Giao khoai cổ dưới thôi chứ anh chị, nếu mà lật như vậy nó thành cô giao khoai cổ trên rồi chứ anh chị, nó cổ trên cổ dưới như vậy à, đặt cái nói con giao khoai cổ dưới lụm vậy. Còn giao khoai cổ thông nữa nha, cổ nó thông lắm chứ không phải vậy à. Cổ thông là chỉ bằng cổ thẳng á. Đặt nói số với con giúp con đi, cứ về số mười mấy, số hai mấy vậy. Cô chú anh chị nào muốn làm cán đẹp hay cán kiểu gì thì nó đặt cái lưỡi không con cũng bán đó nha. Này là 700 ngàn, còn nếu làm luôn hoàn thiện thì 750, rồi 800, 900, 1 triệu tùy theo, tùy theo cách làm nữa. Thôi tiến hành để đóng dấu của chú anh chị. Dao nào cũng đóng dấu. Nhíp xe thì nó có nhiều loại nhíp xe ha. Trong lò của con thì hiện giờ nó có khoảng là 6 đến 7 loại nhíp xe ha. Đường dài xe lửa con cũng được 3-4 loại, 3 loại. Vỏ đạn thì nó cũng có nhiều loại của chú anh chị. Trong cái gì nó cũng có nhiều loại hết. Người ta cũng có nhiều loại mà. Thép như vậy. Trong xã hội thì sao thì nói chung mình làm nghề nó cũng vậy. Thấy có nhiều cái nó cũng vui vui. Người sức mẻ, người thấy dày thấy nhỏ. Người giàu thì người nghèo thì người giàu thì cần người nghèo làm gì đó, chú chị thấy nha, người giàu thì cần người nghèo làm việc chứ không có người nghèo sao người giàu chắc làm biết cũng chết của chú chị đó, không ai làm mướn cho ai đó. Ha, ok, sửa sơ chỗ này cái nó lụm á, bây giờ vậy cần tiến hành con làm nguội luôn ha. Bây giờ của chú anh chị mình thì cô làm nguội thì cũng mấy cái vậy thôi. Nói chung là cô chú anh chị cũng biết hết rồi. Đánh nhám xả bỏ đồ thế này thế nọ thì con cũng làm, cô chú anh chị biết hết rồi. Khúc này con không quay đâu, cắt bỏ đi, để dài dòng quá. Tại vì cô chú anh chị cũng biết hết, mấy dao trước thì con làm rồi. Cũng vậy, công đoạn làm cũng như nhau. Chú vậy ha. Rồi ở cái chỗ này muốn về muốn bằng ngón tay con luôn ha, cổ cái cây nè đó, phần máy của chú vậy vậy mới đã. Thôi con tiến hành làm nguội nha. Ừ, chú anh chị ơi, thì bây giờ con đã lấy xét rồi cô chú anh chị ha. Đó,
rõ ha. Này sổ mũi quá cô chú anh chị, tắm đêm cứ làm như sổ mũi quá. Đây con đã lấy xét ra rồi ha, lấy cho nó cũng hết rồi cô chú anh chị ha, nó còn lâm râm lâm râm là nhít xe nó bị vậy cô chú anh chị ha, nên nó thông cảm cho con ha. Đó rồi bây giờ tiến hành cũng đi, giờ tiến hành sao thấy không rõ vậy trời trời. Xích đèn chút đây, phản chiếu giữa cam tối luôn đó. Vậy ha, rồi bây giờ tiến hành con đi, con đi đánh mép ha, cái mép này nó còn vậy cô chú vậy ha. Mình tiến hành đánh mép thì xong cái mình vô mình trui gam lửa, gam lửa xong cái mình tôi già luôn ha. Mấy cái này cũng cắt hết đi, tại vì cô chú anh chị thấy con làm mấy con kia cũng giống hệt con này cũng vậy. Cô chú anh chị ơi, thì mà con đã đánh mép xong ha, giờ tiến hành con gam á cô chú anh chị. Gam thì cũng phải gam rồi, ngày nào cũng gam á cô chú anh chị. Gam coi chơi vậy muốn làm gì. Gam coi thử nó thứ gì ha, có phải không. Nói chung con đây làm từ nhíp xe tới nhíp xe thôi, chứ đây không có thứ gì nữa, nó mà nó nhẹ tội hơn nhíp xe. Ngày nào cũng như ngày nào hả cô chú anh chị. Ui, ui, nó lên cái màu sướng thì cô chú để im camera cô chú anh chị thấy nó đổi màu nè. Đó được đổi đi ghê không. Đổi thì nó xanh sướng. Sắc cầu vồng nó nằm đây nè cô chú anh chị, thấy không. Trên này nè bây giờ nó xanh lét trên này à cô chú anh chị, màu thấy gốm ha cô chú anh chị. Trời ơi, này nó cái màu ấy nè, màu đã thì chứ nhìn thấy nó sướng. Mẹ màu này nói chung mấy cái anh quân tiện nhìn thấy nó ra cái sớ dâm này cái mấy anh này giận ốc. Tại người ta tiện đồ mà ta nhìn cái thấy màu tím này cái thấy ai cũng thấy sợ cái này cô chú anh chị. Tại nó gãi cái lưỡi tiện của người ta đó, nó trở cái này. Trời ơi vậy cái giống cái gì củ dền á cô chú anh chị, củ dền để mình hầm ăn ha. Giống hệt luôn ha. Thôi để con gam hay để con hồi củ dền, củ dền hồi cái sáng đó cô chú anh chị. Còn cái giấy mà. Con đây chuyên về nhíp xe không đi, nói chung là gió bạc đạn gió gì mệt lắm, dầm bi dòng gì mệt dữ lắm chứ chị. Tối ngày dầm bi nhiều khán giả lại điện lại đặt con dầm bi, con đâu có dầm bi đâu, mà dầm bi làm từ gì ra, dầm bi nước nào tạo dầm bi ra, ô tùm lum hết trơn cái đâu phải gì đâu, dầm bi mà nói chứ cũng tùy theo cô chú anh chị. Bi nào mới được chứ, bi mà đâu phải bi nào cũng xài được cô chú anh chị. Cũng ví dụ như mình nói dòng bi đó của Nhật, nhưng mà tùy theo cái dòng bi, nhiều khi cái loại mà 1.8 bản 3 phân mình xài được thí dụ nha, nhưng mà cái thằng mà nó dùng nó bự hơn nó 2.2 là cái loại đó là mình xài bạc đạn đó cũng là của Nhật, nhiều khi xài không được chứ không phải là cái nào cũng xài được nha cô chú anh chị. Khi con nói ra cái lời này các bác thợ rèn cũng đồng ý giống thịt, đồng tình giống như con, chứ không phải găng sới Nhật nào mà cũng là làm dao bén nha. Nó hồi xưa là cái găng sới là cái của Nhật là làm dao rất là bén, thứ nhất là mắt giót, hai là dao sắc thịt, nhưng mà không phải cái bộ găng nào mà làm cũng được nha cô chú anh chị. Nó thôi giờ con tiến hành để con luộc nó cho lấy đi ha. Yeah. Rồi cô chú anh chị nào có đặt cái thì ví dụ nếu không làm cán thì con không làm cán nhá,
không làm cán thì 700 ngàn, còn nếu làm cán thì 750, 50 ngàn nữa. Dạ thì vậy đó. Để như ấy để con trui nó ha, để cái bên để con ấy đó luộc nó. Chú anh chị ơi, giờ thì mình đã gam rồi nè cô chú anh chị ha, mình đã gam rồi. Con dao khoai nè ha, con dao khoai cổ dưới ha, mai chiều con làm một mẫu dao khoai cổ trên, rồi một mẫu nữa là dao khoai cổ lê ha. Dao khoai thì nó có 3 loại dao khoai ha. Ở đây con làm dao khoai này con không biết là có đời nào, là con đẻ ra năm nay con 41 tuổi mà nó có rồi. Dạ thôi giờ con tiến hành con trui luôn ha, tại cái này trui nó khó lắm, mới nó nổ cái mũi nè cô chú anh chị. Để con ấy tắt cái con vô con trui rồi con quay cho cô chú anh chị xem ha. Trui giờ đang ấy rồi cô chú anh chị, phải lấy lửa nghe cô chú anh chị, đặng cho cái này mí này đặng cho nó liền lại nghe, đừng chặt cái nó rớt cái cạch nghe, hoặc nó bay cái tét cái rồi xong á cô chú anh chị ơi. Thấy vậy mình không lấy lửa mệt á, bởi cái canh cái lấy lửa này nó căng lắm, nhíp xe nhiều miếng nó hổn dữ lắm á cô chú anh chị. Ừ, chú anh chị thấy không cô chú anh chị, ôi trời nó đều bần con phân hả cô chú anh chị. Nó tróc ra nè, nóng lắm á cô chú anh chị. Rồi sao không thấy anh Thợ Mộc nào nói đồ tôi cái này ấy hết trơn, anh không có anh nào nói trời ơi, không có chê mà không có khen gì hết. Ui, này còn nóng quá, này đây còn dày nè cô chú chị, đây nó ấy à. Ui, nó còn nóng. Thôi để cho nó nguội chút đi, con tiến hành con mài luôn cho cô chú anh chị ha, vô xem ha. Cô chú anh chị ơi, thì bây giờ con đã mài đã nước xong rồi ha cô chú anh chị. Đó, cái làn trắng nó vẫn nổi lên như thường ha. Mình lấy đủ mép rồi nó này sẽ nổi lên ha cô chú anh chị. Nó gõ gạch ha. Cô chú anh chị thấy không? Nó có cái làn chỉ ha. Nó dưới cái lưỡi lên ha, điều quan ha. Khi lắm lúc cũng không đều ha. Đây nó dày lắm cô chú anh chị. Đến hồi con coi cho cô chú anh chị thấy. Chùi mẹ cái áo này lên chi. Ha, cái này lần này cô chú anh chị ha. Lên tới mũi luôn ha. Rồi. Bây giờ đang con có cán rồi, nặng mình vô cán ha cô chú anh chị. Ha. Dao khoai cổ dưới ha, đặt nhớ đó con là dao khoai cổ dưới con mới biết nha, tại vì cái này là dao khoai cổ dưới rồi. Đây để con thử cái độ dày của nó ha, đây để con đây chú anh chị thấy ha, đó đây cái độ dày của cái cây nè cô chú anh chị thấy không, cái hột quẹt mình nè, đó cái cây của nó ha, đó chú anh chị sao đo ha, nó trên một phân á cô chú anh chị ha, đó mình dục ra đi, còn điếu thuốc thì thôi quá đằng nít rồi ha, điếu thuốc này thì thôi nít nôi rồi ha, nó ra tới đây nó còn chưa bằng điếu thuốc nữa nè, điếu thuốc còn chưa bằng nữa nè cô chú anh chị thấy rồi đó, cái cây này đó mà khi đó là cái cây nó dài ha cô chú anh chị, hầu quẹt cô chú anh chị thấy ha nè, nó bằng hai cái hột quẹt, cũng muốn bằng hai cái hột quẹt mình á, dục ra đi hột quẹt nó nít đây cái lưng nó này của chú anh chị thấy ha, đó lên tới đây nó mỏng ha, từ từ ha, rồi đó cái hai đó nè, cây 13 vuông nè của chú anh chị thấy không, đó nó của chú anh chị thấy không, đó nó so đo với cây 13 vuông của chú anh chị thấy á, đó đây con làm là nó dày lắm nha, nè bên đây nhìn qua thấy nó dễ ha. Đó của chú anh chị đó, thấy cái đồ quay phim của con không, thấy ớn không, nó hàng tùm lum tùm la hết luôn ha, nhà tự chế không ấy chú anh chị
Thôi bây giờ tiến hành vô cán để nối cái này hoài. Dạ. Con cũng quên nữa. Thôi bây giờ mình để mình đi cân con dao không, chưa vô cán nha. Cô chú anh chị muốn đặt thì dao không cán thì báo con ha. Đây dao này cũng chưa có cán nè. Dạ. 930g ha. 900g đi, dao độc như đi. Chưa có cán. Đó. Cô chú anh chị thấy ha. 900g. Rồi vậy đi. 30g này bỏ đi, 900g đi ha. Đó. Dao chưa có cán. Trên này cô chú anh chị thấy cũng gớm ha. Ở dưới này cái lưỡi dưới nó nè, bằng nửa ngón tay con chứ không ít đâu này ha. Mà dưới nó dưới trên này nó muốn dày bằng nhau á cô chú anh chị, cái này nó tròn ha. Cái mé trên này là cô chú anh chị cứ đặt thước vô, mà nếu nó có cái lòng máng á thì mình làm miếng sắt thép mỏng á nó mới có lòng máng nha. Thì cô chú anh chị đặt lên thì nếu mà có lòng máng khỏi lấy, trả lại cho con vậy thôi. Bất cứ là nguyên cái thanh con dao cũng vậy ha. Thôi tiến hành con vô cán. Rồi thì bây giờ con tra cán rồi cô chú anh chị. Trời ơi, nó vớt cái bàn cô chú anh chị. Quơ ngang cái mỏ nó quất cho cái bàn luôn. Đó, cô chú anh chị thấy ha. Đó. Đây có chốt cái chốt này luôn ha. Là cái chốt bằng thao luôn ha. Trổ qua đây luôn ha. Đó. Chốt qua đây luôn, đụng cân lại cái nó nặng tổng thể nó nhiêu ha, cán luôn cái nó còn nhiêu đó, ký 90g á cô chú anh chị, ký đi, tính ký đi, 90g, 100g chi tính mất công quá, ký đi. Dạ. Giờ tiến hành cái mình đi test mình ấy thử ha. Dạ. Cô chú anh chị ơi, thì bây giờ ở đây đã mình tiến hành mình đo đạt, mình cân định lấy điếm này xong ha cô chú anh chị. Đây là cái dao khoai cổ dưới ha. Vài bữa con làm thêm hai mẫu dao khoai cổ trên. Rồi dao khoai cổ thẳng đó ha cô chú anh chị. Đó. Thì bây giờ con tiến hành con test thử cái dao này coi nó bén như sao ha. Đó. Hình thù nó vậy. Đó, cán tròn ha. Này nó cân 1kg 90g hồi nãy mình tính cái chín đi. Thôi bây giờ con lấy giấy này con test thử ha cô chú anh chị. Rồi mình thử đi cho con ngồi đây luôn này. Đó. Rớt con giấy chú anh chị thấy ha. Nhíp xe nó bén cô chú chị, chứ không phải mình canh đúng lửa của nó bén ghê lắm cho chú anh chị, chứ không phải dòng bi dòng gì đâu cô chú chị ha. Đó. Chắc nhỏ nó vẫn mấy ha. Thôi vừa con lấy một cái giấy nữa con test thử đây. Lấy bây giờ lấy cái hóa đơn đây ha, hóa đơn này thấy quá quen thuộc rồi, cái miếng ra đây đi đi. Rồi còn để con test luôn bây giờ. Cái này nó mềm quá, nó mưa nó ẩm quá cô chú anh chị. Trời ơi cái gì vậy, nó dính cái cục gì đây mà nó dính cái cục ở đây mà hàng tiên. Thấy không? Nó dính cái cục gì đây nè. Thử lại miếng coi. Mưa nó ẩm ỉ ở đây nó vậy cô chú chị. Nó lúc này tháng này kỳ quá. À, cô chú chị thấy không? Chút nó dứt vô tay con luôn này. Này dao đúng cây mà nói chung mình cắt giấy vậy nên nó cũng ấy rồi cô chú. Đó, bây giờ mình chuyển qua mình chơi cái bọc của su này luôn cô chú anh chị ơi. Thử coi chịu nổi không ha. Đây cái bọc nè. Đó.
đó. Túi cao su ha. Túi này bây giờ nhập đâu thì cắt luôn đó. Thử cái dao mình nó thấy không, giấy cho nó đứt đi chứ không đứt thì không đứt mài nữa. Ôi mày có chối vậy. Chú anh chị thấy không, bọc cao su này dao ấy ấy nó tức là mài không tới, nó không ấy của chú anh chị. Nó bây giờ nó thành một vậy nè cô chú anh chị. Rồi một dây đẹp không cô chú anh chị. Ôi cái dây này dây gì đẹp quá ha, cái này giống cái cửa màng á cô chú anh chị. Ừ giống cái cửa màng quá. Rồi con dẫn tiến hành con đi chặt cây khô thử rồi ha. Đây cái cây này cán dù u, cái cây dù u của con nè cô chú anh chị. Mình ở miền Nam này thì biết cây dù u rồi ha. Mù u, có người kêu dầu u, cán này con cũng làm dầu u luôn ha. Rồi cô chú anh chị mình xem nè, đó đây hai khúc cây này ha cô chú anh chị thấy không đó. Con mới cắt, con lấy khúc tượng làm nè đó. Đó rồi dựng chặt thử ha, tiến hành lấy chặt từ khúc đọt mình chặt lên ha. Bây giờ mình góc đi, con lấy cái ghế con ngồi coi, con nhấc cái lưng quá, ngày nay làm có mình nó à. Giờ mình đẻo thử ha cô chú anh chị. Thấy không? Cái dâm á, mình coi cái dâm nè, chú anh chị xem cái dâm này có láng không ha. Đó. Chặt thì nói gì của chú anh chị, thử có mẻ không ha. Chú anh chị thấy không? Cây khô đó nha, tại vì cái mép này tương đối con nào cũng mỏng đó. Mỏng con dao nó mỏng, mình mới gọt đẻo, mình này đẻo mình gọt kiểu này nó mới ra cái dâm vậy ha cô chú chị nè, xem nè đó. Cái dâm nó muốn cuốn tròn ha cô chú. Nói chung cái mấy chú thợ mộc, mấy bác thợ mộc thì biết, tại nè đẻo từ nhát vô ha. Đây cái dâm nó sẽ ra lọn vậy nè, nó cái dâm nó có cuốn tròn này lọn này là nó cái nó mới mỏng nha. Nè cái đầu nó tròn nè đó, là tức là cái dao mình nó mỏng mát nơi mới nó có cái đường dâm đó ha. Đó. Cái dâm nó ra nè đó, nó cuốn mỏng vậy ha, là cái dao mình mỏng mép nó mới có cái dâm này. Ừ. Thử đi con, thử luôn nha, chặt hết mình luôn ha. Chặt hết lần luôn á, lần này đi gần như đống cây tươi thì thôi khỏi nói của chú anh chị. Rồi thôi con xin xuống clip đây đi, clip con dài quá dài. Dạ. Rồi. Rồi con xin chúc cho ông bà cô bác mình ngủ ngon nha. Tại vì giờ cũng khuya rồi cô chú anh chị, 1 giờ mấy rồi cô chú anh chị, bữa nào con cũng tối tối không ha. Đó, cô chú anh chị, cô chú anh chị chứ đặt hàng cứ chụp mẫu qua cho con. Còn cái mẫu này thì của con làm cái này thì nó làm theo cái chị của ở chị ở chị ở đâu quên rồi ta, chị Hư Phương Hằng á, chị ở Hà Nội đi, ở Hà Nội cô chú anh chị. Rồi thì cô chú anh chị muốn đặt hàng thì nếu có đặt hàng con thì xin ứng trước con cái phần tiền cọc để con vận chuyển đi, tại vì con bị bom hàng cái con sợ quá cô chú anh chị ơi.
Dạ. Thôi vậy con cũng xin xuống clip ở đây hả cô chú anh chị. Dạ. Xin chúc cô chú anh chị ngủ một giấc ngon lành nha. Dạ. Thôi con xin xuống clip ở đây ạ.